Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lá thư thứ 27. Lời khuyên cháu gái an lạc và hiếu nghĩa. Cháu Tuyết thương, cậu đã đọc kỹ thư cháu. Trước tiên, cậu khen cháu lắm đó. Một người trẻ mà có tâm hướng Phật trong một môi trường sinh hoạt khó khăn như cháu, thật là hiếm có và đáng quý. Sự hướng về Phật tu tập không phải là việc tầm thường đâu. Đây chính là thiện căn của cháu đã có từ trong những đời trước. Ví dụ như khi cậu Năm viết thư về quê cho ông bà ngoại, thì dì thứ của cháu đã cảm ứng trước tất cả mọi người. Đây chính là thiện căn phúc đức và nhân duyên của dì thứ có đầy đủ hơn so với người khác trong gia đình. Trong đời này, chúng ta là thân thuộc, vợ chồng, cha con, cậu cháu, anh chị em với nhau. Tất cả đều do một duyên nợ từ tiền kiếp nào đó. Sau cuộc đời này, có thể còn gặp nhau, cũng có thể không bao giờ gặp lại. Cuộc sống của một chúng sanh trải dài từ thật lâu xa trong quá khứ vô cùng, cho đến mãi về tương lai, thời gian vô tận. Cháu hãy tưởng tượng, có hai sợi chỉ thật dài, bỗng nhiên nó nhập lại một cái gút, rồi sau đó lại tiếp tục đi. Mỗi sợi chỉ tượng trưng một mạng sống. Hai sợi chỉ gút lại là cái duyên nợ ân oán với nhau trong đời này. Thời gian chúng ta ở chung với nhau, nó dài cũng giống như cái gút so với chiều dài sợi chỉ vậy cháu à. Khi cháu hiểu được Phật Pháp rồi, cháu sẽ thấy rõ ràng những sợi chỉ đó và những cái gút đó. Có sợi chỉ thoát được cái gút đi lên, có sợi chỉ qua khỏi cái gút đâm đầu đi xuống. Nếu thức tỉnh quay đầu thì vượt lên được, còn không thì đi thẳng vào nơi hiểm nạn, khổ đau vô tận. Thư của cháu lời lẽ rất tha thiết, có hiếu có nghĩa. Cậu Năm khen lắm, cậu sẽ theo thứ tự giúp ý kiến giải quyết những khó khăn cho cháu. Trước hết, cháu lo sợ rằng ngày mãn phần của bà nội cháu đã gần kề. Đọc đến dòng chữ này làm cậu Năm cũng cảm thấy ngậm ngùi cho nội cháu, ngậm ngùi cho số kiếp con người. Bao nhiêu năm bôn ba quật lộn với đời, cuối cùng chợt nghĩ lại, thì những gì xảy ra trong quá khứ tuồn như một giấc mộng lờ mờ, lưu lại trong trí nhớ. Cảnh hiện tại như trò huyễn hóa còn đây, mất đó hồi nào không hay. Những ước vọng cho tương lai tưởng chừng là vàng son gấm vóc, nhưng đó cũng chỉ là những áng mây trôi, tan hợp, hợp tan, chập chờn, không thực. Đối diện với cảnh sắp chia ly, ai mà không buồn, ai mà không đau xót. Nếu là người không hiểu đạo, thì cảnh phủ vàng này sẽ đem đến sự đau khổ vô cùng, thương tâm vô tận, sầu não vô biên. Nhưng hiểu cho thấu kiếp nhân sinh, thì đây là lẽ đương nhiên thôi. Tất cả mọi người, ai cũng đang đi về chỗ đó. Rồi đây, tới ông bà ngoại, tới cậu, tới cha má cháu, tới con của cháu, không ai tránh khỏi. Con người vừa mới sinh ra là đã bắt đầu tìm đường đi vào phần mộ, thì cần gì phải chờ ngày già rồi mới hiểu, phải không cháu? Thế nhưng, người không biết tu, người không hiểu đạo, họ sẽ rối bời, tâm hồn bấn loạn, mê mê mờ mờ, để đem huệ mạng của mình gửi cho vào nơi hiểm ác. Còn người biết tu thì họ chờ đợi sự ra đi như một cơ hội để giải thoát, vẫy tay vui vẻ chào giả biệt cuộc đời khổ nạn. Cháu nên biết rằng, một khi mình chọn con đường giải thoát thì mình giải thoát, an hưởng tất cả những sự sung sướng an lạc trên đời. Mình chọn con đường đọa lạc, mình chịu đau khổ vô biên, tự mình dìm đời mình trong tâm tối phiền não triền miên vạn kiếp. Cho nên khổ đau hay hạnh phúc đang nằm ngay trong tâm của mỗi một chúng ta. Giải thoát hay đọa lạc đang ở ngay trước mắt, nó chỉ là sự lựa chọn tùy ý của mình mà thôi. Người lâm chung mà được sáng suốt, tâm hồn tỉnh táo, biết
đường đi họ sẽ chọn lựa con đường tốt, đường về cực lạc. Người mê muội hoặc không biết đường đi, họ sẽ bị nghiệp chướng lôi kéo vào ngã hiểm nguy, đường về đọa lạc. Cực lạc hay đọa lạc là do sở nguyện của mình. Chính cái nguyện, nó có năng lực rất mạnh, có thể quyết định được tương lai cho mình. Nguyện vãng sanh, mình vãng sanh về với Phật. Không có lời nguyện, thì mình trôi theo dòng nghiệp lực để thọ nạn. Chính vì điểm này mà lúc nào cậu cũng nhắc nhở phải nhớ phát nguyện vãng sanh. Người hằng ngày phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với Phật, thì họ đã chuẩn bị đợi chờ ngày mãn báo thân để được gặp Phật, thì làm sao họ sợ sệt hay hoảng hốt trước giây phút lâm chung. Chính vì thế mà tất cả những người chí thành niệm Phật đều có tâm hồn tỉnh táo, an vui, tự tại trong giây phút ra đi. Họ bình tĩnh đợi Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, để họ bỏ cái xác thân trần tục lại, rồi đi theo quang minh của Phật. Ấy gọi là vãng sanh. Sự thành tựu này, một là do lòng tin kiên cường và chí thành nguyện cầu của mình, hai là nhờ sự gia trì của Phật A Di Đà. Có nhiều người họ biểu diễn đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn lại ngày vãng sanh, làm tiệc vãng sanh, giống như trò xiệc vậy. Ví dụ như Pháp Sư Đế Nhàn, có một người đệ tử, ông ta dốt chữ, không đọc kinh được, không thông minh, không làm gì được cho chùa. Thế nhưng ông ta lại muốn xuất gia. Ngài không cho, nhưng ông ta cứ nằng nèo xin hoài. Ngài Đế Nhàn mới chấp nhận và giao cho ông ta tới một cái am vắng để niệm Phật. Ngài dặn, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ngoài ra có giờ rảnh thì phụ với bà cụ coi chùa, lo quét dọn trước sau. 3 năm sau, ông ta đứng thẳng chắp tay hướng về sư phụ mà vãng sanh. Trước khi vãng sanh, ông báo cho bà cụ biết để khỏi nấu cơm và hãy mau đi về tự viện báo với sư phụ tới mai táng. Ông vãng sanh đứng im như vậy 3 ngày, chờ đến khi sư phụ tới lo hậu sự. Đó là sự thật, một sự thật rất khó mà giải thích. Người tu hành mà không lấy đây làm gương, không chịu niệm Phật, không nguyện vãng sanh, đến cuối cùng hầu hết đều chịu chung số phận may rủi như bao nhiêu nạn nhân khác. Thật là tiếc vậy. Hãy liên lạc với cậu An để xin cuộn phim bà cụ Triệu Vinh Phương để coi rõ một trường hợp vãng sanh về với Phật. Đây là một chứng cớ sống động, chứng minh những điều cậu đã nói toàn là sự thật. Khó lắm mới có cuộn video này đó cháu. Nhớ tìm cách sang ra cho nhiều người coi, đừng để mất bổn. Đoạn khác cháu viết, bà nội cháu từ nhỏ đã theo đạo Phật. Nay gặp cậu ghi thư về giúp đỡ, nội cháu ngày đêm đã niệm Phật. Câu này cậu Năm thích nhất. Nội cháu ngày đêm đã niệm Phật. Chỉ cần như vậy là nội của cháu đã khởi sự con đường về với Phật rồi đó. Nội cháu đang yếu nặng, đang nằm một chỗ để chờ ngày mãn phần. Ngay thời điểm cuối cùng của cuộc đời này mà nội cháu đã gặp được cơ may, phát được tâm nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì thật sự nội của cháu đã có thiện căn phúc đức rất lớn, lớn hơn rất nhiều người khác. Trên đời này không dễ có ai được may mắn như vậy đâu. Đây là lời nói thành thật. Đã có rất nhiều ông bà trong dòng họ mình cũng suốt đời tu Phật, nhưng cuối cùng đâu được ai khuyên nhắc để niệm một tiếng Phật hiệu ở phút lâm chung. Hàng triệu hàng tỷ người trên thế gian này, đếm được mấy người niệm được tiếng A-di-đà Phật khi lâm chung đâu cháu. Thật sự, nội của cháu có nhiều thiện căn phúc đức. Chính nhờ vậy mà chỉ qua một lời khuyên trong thư mà nội cháu đã ngày đêm niệm Phật. Người đã có thiện căn phúc đức sẵn, khi nhân duyên đến, họ phát tâm liền. Họ sẽ có cơ hội về với Phật liền. Nội cháu đang nắm trong tay cái cơ duyên ngàn đời khó gặp, ngàn vàng khó mua, tỷ người trên thế gian này mong cầu không dễ gì có được. Cậu Năm xin nhắn lời chúc mừng nội cháu. Khi nhận được thư này, cháu nhớ đọc cho nội cháu nghe, nhớ đọc rõ ràng, đọc từng chữ từng câu, không nên nói đại khái,
vì nói đại khái sẽ không diễn lại được đầy đủ ý nghĩa của cậu nói đâu. Dù cậu không trực tiếp thấy nội cháu trong lúc này, nhưng cậu chắc chắn rằng, dù thể chất của nội cháu yếu đuối, bất động, nhưng tinh thần của nội cháu đang rất sáng suốt, minh mẫn. Cháu đọc thư, nội cháu sẽ cảm nhận được từng lời từng ý và sẽ liễu ngộ sâu lời thư của cậu, nhiều khi còn hơn cháu nữa đó. Trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Phật dạy rằng, người nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, lúc lâm chung, tâm hồn tỉnh táo, không điên đảo, mê loạn. Nội cháu đang nằm im thiêm thiếp nhiều tháng ngày qua, đó là trạng thái hôn mê. Nhưng nay nội cháu đã niệm Phật ngày đêm, thì chắc rằng sự hôn mê không còn nữa. Nếu nội cháu nhất tâm hướng về Phật A-di-đà, hàng ngày tha thiết cầu nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc với Phật, hàng ngày thành tâm nguyện xin Phật A-di-đà phóng quang nhiếp thọ, rồi quyết chí niệm A-di-đà Phật, nhất định không để phí một giây phút nào, nhất định không để một ý tưởng nào khác chen vào, nhất định không luyến tiếc cái gì khác, nhất định không thèm cầu sống thêm, chỉ một lòng một dạ, một đường mà đi, cương quyết xin về với Phật, thì cơ duyên thành Phật của nội cháu đã thành thục rồi vậy. Ngay khi nội cháu nghe đọc thư này, nếu nội cháu quyết thề niệm Phật, nhất định phải niệm liên tục, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, thì 10 câu Phật hiệu trước khi chấm dứt hơi thở cuối cùng chắc chắn phải được. Được như vậy thì cậu Năm dám bảo đảm rằng nội cháu được vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh. Đây là lời kinh nói, đây là lời Phật dạy, đây là lời thề của Phật A-di-đà, chứ không phải cậu Năm nói bừa. Muốn được 10 niệm trước lúc lâm chung, thì ngay bây giờ phải thực tập liền, thành tâm khẩn thiết, tâm tâm nghĩ tới Phật A-di-đà, niệm niệm hướng tới Phật A-di-đà. Khi đó, tự nhiên trong lúc niệm câu Phật hiệu, thì lời nguyện vãng sanh Tây Phương nó tự hiện ra, nghĩa là chỉ cần niệm Phật thôi, nó cũng có đầy đủ tính, nguyện, hạnh trong đó rồi. Cho nên, tính, hạnh, nguyện, tuy ba mà một, được một thì được ba. Đã niệm Phật rồi thì nhất thiết đừng sợ ma quỷ, không sợ ác mộng, không sợ mọc đè, không sợ oan gia trái chủ, không sợ bất cứ thứ gì khác nữa. Hãy nói thật rõ với nội cháu là trong những lúc kiệt sức, chóng mặt, ù tai, mỏi mệt, mê thấy đủ thứ, thấy Phật, thấy ma, thấy quỷ, thấy thú dữ, thấy mọc đè, vân vân, tuyệt đối không lo sợ gì cả, cứ tiếp tục niệm Phật, niệm lớn càng tốt, niệm lớn không được, thì trong tâm tiếp tục niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ thế thì tất cả đều được qua khỏi. Nội đã niệm Phật thì có quang minh của Phật che chở cho nội rồi, đừng lo ngại chuyện gì cả, nhớ không cháu? Đến đây thì cậu Năm nghĩ rằng, con đường vãng sanh của nội cháu đã đặt sẵn trước bàn chân của nội cháu rồi đó. Phẩm vị cao thì không dám bảo đảm được, nhưng được về tới cảnh giới cực lạc với Phật coi như đủ tiêu chuẩn. Nội cháu sẽ nghiễm nhiên trở thành vị Bồ Tát bất thối tại cõi Tây Phương, từ đó vĩnh viễn không sợ đọa lạc và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa, không sợ chết, không sợ khổ đau nữa. Chỉ còn một đời chót này nữa thôi, thần thông biến hóa, an nhàn tự tại, tu hành chờ thành Phật. Điều này cậu Năm dám khẳng định. Nếu nội cháu vững lòng tin tưởng, ý chí cương nghị, vững như tường đồng, sắt son niệm Phật, một hướng mà đi, không chút phân vân, không một chút do dự, không một chút hồ nghi, thì cậu Năm tin rằng, chỉ một thời gian ngắn, nội cháu có thể cảm ứng rõ được Phật lực gia trì, nghĩa là nội cháu sẽ biết được ngày ra đi. Khi nội lâm chung, cháu có thể thấy được quang minh của Phật sáng lòa cả nhà, hương thơm bay ngát cả trong ngoài. Nếu được như vậy, phẩm vị của nội cháu thật sự không phải tầm thường đâu. Còn nếu không thấy quang minh, thì ít ra nội cháu cũng được tỉnh táo niệm Phật vãng sanh. Ngược lại,
Đến giờ phút này mà gia đình còn lưỡng lự, còn hỏi tới hỏi lui, còn nghi ngờ lời Phật, còn chạy cầu kiến khắp nơi, nhất là nội cháu không chịu tranh từng hơi thở để niệm Phật, thì đành chịu thua, không còn cách gỡ nữa đâu. Cậu Năm cầu Phật lực gia hộ cho nội cháu, cho cháu và toàn gia đình được sự đại may mắn, đại phước báo. Về việc cháu sợ trước và sau phút lâm chung sẽ không có người hộ niệm, vì gia đình cháu không như gia đình của bà cụ Triệu Vinh Phương. Đây là mối lo rất đúng đắn. Thật tội nghiệp cho cháu về sự lo lắng này. Đúng ra mối lo này phải dành cho ba cháu mới đúng. Chính ba má cháu mới là người trực tiếp làm tròn đạo hiếu của con và dâu, còn cháu thì nặng về nghĩa nhiều hơn. Người học Phật phải lưỡng toàn cả phúc và huệ. Tu phúc có ba phúc, 11 điều. Ba phúc là phúc báo nhân thiên, phúc báo nhị thừa, phúc báo đại thừa. Trong đó phúc báo nhân thiên là nền tảng căn bản nhất, có 4 điều. 1. Hiếu dưỡng phụ mẫu. 2. Phụng sự sư trưởng. 3. Từ tâm bất sát. 4. Tu thập thiện nghiệp. Trong 4 điều trên thì hiếu dưỡng phụ mẫu là tối quan trọng, đặt ở hàng đầu. Một người con mà ăn ở bất hiếu với cha mẹ thì khó có thể mơ ngày thoát ly khổ hải, nếu không nói là phải bị đọa vào cảnh cực kỳ hiểm ác sau này. Trong pháp môn niệm Phật, Đức Phật A Di Đà có khả năng cứu độ những kẻ gây tội ngũ nghịch thập ác, nghĩa là những kẻ giết cha hại mẹ mà biết ăn năn hối lỗi. Nhưng cháu nên nhớ cho kỹ rằng cái lỗi lầm này là ở quá khứ, ở lúc mình còn ngu si mê muội, mình chưa hiểu Phật pháp, chưa rõ luật nhân quả báo ứng, chứ không phải là lỗi ở hiện tại và tương lai. Trong quá khứ, vì vô minh bất giác, tâm tính bị ma chướng ám hại, làm cho mê muội, thành ra mình làm nên điều ác đức. Nay đã hiểu ra rồi, thì phải ăn năn sám hối, tận lực tu sửa, thì mới được tha thứ. Phật cứu độ là cứu trong điều kiện này. Chỉ như một người không chịu phân biệt đường chánh nẻo tà, tâm hồn cống cao ngã mạn, không lo chu toàn chữ hiếu, tiếp tục làm ác, thì Phật làm sao cứu được? Cụ Triệu Vinh Phương biết được ngày giờ ra đi, cho nên họ hộ niệm trước 3 ngày. Còn nội cháu đâu biết ngày nào đi, cho nên phải hộ niệm liên tục. Nghĩa là hàng ngày đều tới nhắc nhở và ngồi niệm Phật chung với nội. Thực tế, như cụ Phương thì không cần hộ niệm cũng được vãng sanh, vì cụ đã được Phật A-di-đà thọ ký, đã được Phật xác định ngày giờ Phật tới tiếp dẫn. Cụ đã thành tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì cần ai hộ niệm nữa? Nhưng người nhà cẩn thận cũng tổ chức thật đàng hoàng, đó là vì lòng hiếu kính của con cháu. Hơn nữa, hộ niệm này trở thành công đức tu hành cho chính người hộ niệm. Có lần có người hỏi thầy Ngộ Thông rằng, cụ Phương tu cách nào mà ống xương biến thành tượng Phật vậy? Thầy trả lời, đó không phải là công phu của cụ, mà là công phu của người hộ niệm. Vì cụ đã vãng sanh về với Phật, cụ đã trở thành Bồ Tát ở cõi cực lạc rồi, cụ đâu cần cái cục xương đó nữa. Cái tượng Phật bằng xương cụ để lại là để độ cho những người hộ niệm, độ kẻ còn ở lại. Câu trả lời này rất hay, suy nghĩ rất có lý. Vì ngay khi Phật phóng quang tới, tất cả những người đang hộ niệm đã trầm mình trong ánh quang minh, họ đã xúc chạm quang minh của Phật, thì cũng như được Phật thọ ký rồi. Phật đã để lại hiện tượng tượng Phật bằng xương xá lợi, để cho mọi người củng cố niềm tin, tinh tấn tu hành để được vãng sanh sau này. Do đó, đây có thể là do thần lực của Phật A-di-đà để lại, chứ đâu phải của cụ Phương. Nội của cháu hồi giờ theo đạo Phật, có tu hành, nhưng theo cậu thấy, công phu tu hành không đắc lực, cho nên công đức không thể lớn được. Về phúc đức thiện căn, thì nhiều đời trước đã có mới khiến nội cháu niệm Phật, nhưng con cháu trong nhà cũng cần đề cao cảnh giác cao độ về oan gia trái chủ trong đời,
đó là những oan nghiệp dây dưa rất lâu rồi, khó lường sự trả thù của họ. Nếu tinh thần của nội cháu cương nghị, luôn luôn sáng suốt giữ được câu Phật hiệu trong bất kỳ cảnh ngộ nào và trì niệm tới cùng, thì khỏi lo chi cả. Đã nói qua ở trên, giả sử như nội cháu yếu quá, chóng mặt, nhức đầu, ói mửa đau nhức mà quên mất câu Phật hiệu thì sao? Oan gia trái chủ lợi dụng cơ hội đó nhào vô dụ dỗ, phá hoại, trả thù, liệu nội cháu còn có bình tĩnh được nữa không? Đây là điều rất nguy hiểm cho nội, mà con cháu cần đặc biệt chú tâm. Hộ niệm rất cần thiết để ứng phó trong những trường hợp này. Hiếu thảo hay không là sự quyết tâm bảo vệ người thân của mình trong những thời điểm này đây. Hộ niệm không phải là niệm thay cho người đi, mà hộ niệm là giúp người ra đi giữ được chánh niệm, luôn luôn nhớ được câu Phật hiệu để được vãng sanh, và cũng giúp ngăn cản nghiệp chướng phá hoại. Trong các thư trước, cậu đã nói rất rõ những gì cần làm rồi. Lời của cậu rất chân thành, tha thiết, đầy ắp thiện ý, muốn cứu độ nội cháu. Nhưng dù sao thì cậu Năm cũng chỉ giúp bằng lời, chứ không có cách nào hơn nữa. Trước đây vì cậu không biết nên cậu đã tỉnh bơ, an nhiên chứng kiến nhiều người thân trong dòng họ mình ra đi trong đau khổ, trong đọa lạc. Giờ đây cậu đã hiểu đạo, cậu đã thấy được con đường giải thoát, cậu đã giật mình tỉnh ngộ. Cậu cố gắng tối đa giảng giải rất kỹ, qua nhiều thư từ, cậu năn nỉ cạn lời, cậu mần mò tìm cho được những bằng chứng cụ thể để xây dựng lòng tin cho mọi người, cũng chỉ vì một tâm nguyện duy nhất là cứu độ được người nào hay người đó. Giờ đây, cậu mách nước để cứu nội cháu, nhưng cứu độ được hay không là lương tâm, trách nhiệm, hiếu nghĩa của ba cháu với phận làm con, má cháu với phận làm dâu, của cô cháu và con cháu trong gia đình. Đã đến nước này mà không chịu tin nữa thì thôi, chứ cậu biết làm cách nào hơn, phải không cháu? Cậu nhắc lại, nội cháu có cứu được hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào. Một là lòng quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ của nội cháu. Hai là sự hỗ trợ tích cực của những người trong gia đình. Nếu mọi người cho rằng chết là hết, phủi tay, cuộc đời là xong nợ, không còn gì nữa cả, thì cậu đành chịu thua, không có quyền gì dám xen vào nữa. Ôi, cậu chỉ đành cầu Phật gia hộ cho nội cháu. Sự may mắn chỉ còn nhờ chính vào sức lực đơn độc của một bà cụ già yếu đuối bị bỏ rơi trong tình trạng quá tội nghiệp để tự chống chọi với bao nhiêu thế lực hung hiểm, bao nhiêu cạm bẫy ác nghiệt nhất trong đời. Mà đúng ra, nếu con cái có lòng hiếu nghĩa, biết thương tưởng đến, thì chỉ cần bỏ ra một chút công sức rất nhỏ có thể cứu được người thân yêu. Đó là một ơn nghĩa vô cùng vĩ đại đối với nội cháu. Muôn ngàn đời nội cháu không dám quên. Riêng về phần cháu, cậu rất thông cảm sự khó khăn của cháu. Chỉ cần có tấm lòng tha thiết của cháu cũng đủ làm cho nội cháu được an ủi rồi. Bây giờ cháu hãy áp dụng châm ngôn còn nước còn tát, quyết chí cứu nội thì phải cố gắng làm hết mình, tới đâu hay tới đó. Nếu lòng cháu chân thành, tâm cháu chí thiết, Phật lực sẽ gia trì cho cháu. Cậu nghĩ sự cố gắng của cháu không uổng công đâu. Cứu bằng cách nào? Cậu đề nghị mấy điểm sau. Một, hãy cố gắng dành thì giờ thăm nội thường xuyên để chăm sóc, giúp đỡ những điều cần thiết như việc đại tiểu tiện, quạt máy sưởi ấm, giúp xoay trở nhẹ nhàng. Nói chung, làm tất cả những gì nội yêu cầu. Nếu có thêm người trong gia đình thì thay phiên nhau, mỗi lần một người một giờ thôi. Hai, cần cho nội cháu uống nước thường xuyên để khỏi bị kiệt sức. Cứ cỡ 15 phút uống một ngụm nước nhỏ, nên pha với nước cam thật loãng, có thể uống thuốc bổ hoặc chích thuốc bổ, và ăn cháo điều độ cho lại sức. Cũng nên hỏi bác sĩ, nhưng phải nhớ trong khi cho uống nước, cháu vẫn tiếp tục niệm Phật. Có sức khỏe sẽ trợ lực để niệm Phật tích cực hơn. Việc chích thuốc bổ hay truyền nước biển để tăng sức rất tốt, nhưng khi biết sắp lâm chung rồi thì không được chích nữa để khỏi gây đau đớn. 3.
mỗi lần tới thăm. Thay vì nói cháu tới thăm nội, hãy nói là cháu tới niệm Phật với nội đây. Hãy chuyển chữ thăm thành chữ niệm Phật để nhắc nhở nội, đó là hộ niệm. Vì người bệnh bị mệt mỏi thường lười biếng, dễ ngủ lì, dễ buông xuôi, thì người chăm sóc cần nhắc nhở, khuyến khích người niệm Phật luôn luôn. Đừng sợ mất ngủ, cố gắng niệm Phật cho tỉnh táo thì tốt hơn. Khuyến khích nội, nếu nhép môi niệm được theo thì tốt, còn không, cứ niệm thầm trong tâm cũng tốt. Nhép môi là để vận dụng sức, thì sức dễ hồi tỉnh, tâm dễ tỉnh lại hơn, thế thôi. 4. Người bệnh tinh thần mệt mỏi, rất dễ hôn mê, rơi vào ác mộng, nhớ theo dõi. Nếu thấy nội đang mớ, ú ớ là phải đánh thức dậy và ngay lập tức niệm Phật liền. Khuyên nội cố gắng niệm Phật trong giấc mộng, nghĩa là khi mộng mị, thấy bất cứ điều gì cũng cứ niệm Phật. Thấy Phật cũng niệm Phật, thấy ma cũng niệm Phật, thấy thú dữ hay bất cứ thứ gì cũng niệm Phật. Niệm Phật và vững tâm niệm Phật, tuyệt đối không đi theo bất cứ thần thánh tiên Phật nào hết, không được đi theo ông bà cha mẹ nào cả, vì đó không phải là thật đâu. Phải nhớ, ma có thể giả dạng người thân yêu, giả đến cả Phật để dụ mình, chứ không phải tầm thường. Cứ việc niệm A-di-đà Phật thì giả thật sẽ biết rõ. Chỉ chờ Phật A-di-đà, chỉ được đi theo Phật A-di-đà, vì chắc chắn không ai dám giả Phật A-di-đà cả. Nói rõ cho nội biết rằng, khi còn niệm A-di-đà Phật thì liền được 25 vị hộ pháp bảo vệ, không có thế lực nào dám xâm nhập đến mình. Mình bị ma cảnh là tại vì lúc đó mình quên niệm Phật đó thôi. Cho nên trong giấc mộng cố gắng niệm Phật, niệm trong đó không được thì khi thức giấc ngay lập tức niệm liền, chắc chắn không thể lạc đường đâu. 5. Nhắc nhở nội nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng nguyện cầu lành bệnh hay sống lâu thêm, vì không ích lợi gì mà còn mang thêm nghiệp báo khó gỡ. Khi báo thân đã mãn, dù có cầu trăm miễu ngàn chùa cũng không sống thêm được, ngược lại làm hại cho đường vãng sanh. Cho nên nhắc nội nhớ nguyện vãng sanh mỗi sáng. Mỗi lần tới thăm, trước khi hộ niệm, đều mời nội phát nguyện vãng sanh thêm một vài lần cũng tốt, bằng cách cháu thành tâm kính cẩn, ngồi trên ghế hoặc quỳ gối, chắp tay đọc lời phát nguyện rõ ràng cho nội đọc theo. Phải chép lời nguyện ngắn gọn rồi để trên đầu giường, ngày nào tới cũng đọc đúng như vậy để nhiếp vào tâm. Có thể nguyện đơn giản như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu hết một báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngưỡng nguyện A Di Đà Phật, đại từ đại bi phóng quang tiếp dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tiếp tục cùng niệm Phật. Nên nhớ, phải đọc rõ ràng từng chữ, đọc từng câu với lòng thành kính, tin tưởng. Niệm Phật cũng phải rõ ràng từng chữ, không được kéo nhựa, không được lờ mờ. Niệm đều đều để cho nội niệm theo. Nên theo dõi thử, nội cháu thích niệm nhanh hay chậm, thích niệm 4 tiếng hay 6 tiếng. Nên niệm 4 tiếng dễ hơn và mạnh hơn. Nguyện nhiều lần để nhắc nhở tâm mình xác định hướng đi rõ rệt. 6. Tuyệt đối không làm ồn, không khóc lóc, không kể lể chuyện thương tâm. Tuyệt đối không để bà con lối xóm lui tới thường xuyên nói chuyện, thăm lom và trực tiếp nói chuyện với nội. Muốn cho nội được an toàn về với Phật thì dành tất cả thời giờ để nội niệm Phật. Tránh tất cả những thói quen phàm tục tầm thường. Người bước vào phòng nội chỉ để niệm Phật hộ niệm, xin miễn hỏi thăm, xin miễn chúc phúc chúc lành, xin miễn một lời đưa đẩy. Nếu gia đình không cứng rắn chuyện này, nội cháu sẽ mất phần vãng sanh đó. Người muốn về với Phật, tối kỵ nhất là sự phân tâm. Vì cảm tình hàng xóm, vì vị nể, coi chừng nội cháu bị hại mà ngàn đời ân hận.
con cháu vì quá thương mến mà thiếu trí tuệ, thường trở thành thủ phạm hại tiêu huệ mạng của người thân trong địa ngục đó. Phải nhớ, nhất định phải nhớ kỹ điều này. Cho nên ai tới thăm chỉ được tiếp xúc ở phòng khác, đừng nói lớn tiếng ồn động đến người bệnh, sau đó dứt khoát mời họ ra về, không được vị nể mà hại đến người thân của mình. Bà cụ Triệu Vinh Phương khi vẫn còn khỏe, nhưng đã quyết định vãng sanh. Ai tới thăm cụ, cụ nhất định không trả lời, không nói chuyện, không đáp lễ. Ai nói gì thì nói, cụ cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Quyết chắc như vậy, ai nghĩ gì thì nghĩ. Mình lo vãng sanh trước đã. Chính nhờ vậy mới thoát vòng kiềm tỏa của thế tục. Cũng nên nhớ, oan gia trái chủ có thể xúi dục bà con tới khóc lóc, than thở, an ủi, thăm lom, vô tình phá tan tâm nguyện niệm Phật cầu sanh, mà cả họ lẫn mình không hay biết. Phải nhớ, phải nhớ, phải nhớ. 7. Hãy cố gắng thuyết phục trong gia đình tin Phật, hiểu được sự vi diệu tối thắng của pháp niệm Phật, để mọi người cùng chung chí hướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tin nhân quả luân hồi, chết là thần thức rời bỏ nhục thể để tìm thế giới khác sống, chứ không phải là nội cháu chết. Hiểu được như vậy thì mọi người hãy chung lo phần vãng sanh cho người, đừng để tâm ý phàm tục khởi loạn mà khóc lóc kể lể gây ồn ào. Đây là điều tối kỵ, tối nguy hiểm cho nội cháu. Tuyệt đối làm sao chỉ có tiếng niệm Phật rót vào tai người đi, ngoài ra không còn gì nữa cả. Không được dùng bùa ngải, cầu xin nước tiên, nước thánh vân vân để uống. 8. Nếu được ra đi trong không khí trên thì chắc chắn được vãng sanh. Khi vừa vãng sanh rồi vẫn tiếp tục niệm Phật, tuyệt đối không đụng chạm đến nhục thể, cứ để im như vậy, không cần thay đổi tư thế nằm. Cứ tiếp tục niệm Phật càng lâu càng tốt, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ mới được ngưng. Đừng ngại để lâu thì xác cứng khó sửa, chỉ cần lấy khăn nhúng nước nóng đắp chỗ khuỷu xương một chốc là mềm lại ngay. Đừng báo hàng xóm hay sớm, nếu không họ sẽ tới đánh trống, thổi kèn, gây ồn ào, sẽ làm mất phần vãng sanh đó. Tất cả những thứ đó chỉ là tập tục sai lầm của người đời. Phải niệm Phật để cứu độ người thân của mình, 8 giờ sau mới tính đến chuyện tùy thuận tập quán xã hội cũng không muộn. Thôi, đọc lại thư cho nội nghe, đọc từng chữ chứ đừng nói tóm tắt, vì nói tóm tắt không khéo làm sai ý cậu, mà có hại cho người nghe và cháu có lỗi đó. Thôi, cháu niệm Phật đi, thương cháu nhiều lắm. Cậu Năm. Viết xong tại Úc Châu ngày 4 tháng 12 năm 2001. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.